Tiểu sử người mẫu diễn viên Hồ Vĩnh Khoa, diễn viên Hồ Vĩnh Khoa sinh ngày 25 tháng 10 năm 1988. Là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hot boy của làng giải trí Việt Nam môn sơ năm 2016. Chàng người mẫu trẻ này đã gây sốt với scandal lộ ảnh nhảy cảm y anh sinh ra trong một gia đình có hai người con anh là cả, một em gái kém anh 9 tuổi, khởi đầu sự nghiệp. Anh được biết đến với vai trò là người mẫu và là người mẫu quảng cáo cho các nhãn hiệu tuổi tin. Năm 2010, anh quyết định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, nhưng chưa thật sự thành công. Hồ Vĩnh Khoa bắt đầu con đường âm nhạc của mình vào giữa năm 2010. Trước đó anh từng được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, và là gương mặt quảng cáo cho nhiều sản phẩm dành cho giới trẻ, từng dành ra 2 năm để rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Hình mẫu Hồ Vĩnh Khoa muốn hướng tới là một gương mặt giải trí. Trong đó hai lĩnh vực được khoa tập trung đẩy mạnh là âm nhạc và điện ảnh. Đi hát được một thời gian ngắn, hồ vĩnh khoa vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn vũ ngọc đãng và thật sự được chú ý khi nhận vai nam chính trong phim điện ảnh hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười cô gái điếm và con vịt của đạo diễn tên tuổi này dự án khi đó còn nằm trên giấy nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm bàn đạp để hồ vĩnh khoa được biết đến và tự tin hơn trên con đường nghệ thuật của mình xuất phát điểm là một người mẫu hồ vĩnh khoa được các đạo diễn chú ý vì có hình thể đẹp và một khuôn mặt điển trai và cuốn hút anh được đạo diễn vũ ngọc đặng mời tham gia các phim hot boy nổi loạn câu chuyện về thằng cười cô gái điếm và con vịt Chính những vai diễn trong các bộ phim này đã giúp tên tuổi của Hồ Vĩnh Khoa trở nên nổi tiếng hơn. Năm 2011, anh cho ra mắt các dự án âm nhạc. Ba trong số bốn ca khúc được sáng tác bởi Minh Thư. Lạc giữa thiên đường, còn những đêm buồn, yêu nhau. Ca khúc còn lại viết bởi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bao ngày nhớ Emon Sơ với chất giọng lạ và trầm ấm các ca khúc nhạc phim hot boy nổi loạn được hồ vĩnh khoa thể hiện khá thành công sau vài ngày được đưa lên mạng đã đạt được hàng triệu lượt nghe từ các trang âm nhạc và nhận được nhiều phản hồi tốt đặc biệt từ những khán giả đã xem bộ phim này